Rồi. Tổ này rất to luôn này. Mình làm dài lên hết tổ này nha. Đó. Mình làm dài lên hết tổ luôn. Khủng khiếp tụi em mà. Mình xin chào nha nhé. Ngày mới mình cũng xin chúc quý ông bà, cô bác, bạn bè gần xa đang xem video mình ngày mới nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, gia đình hạnh phúc và luôn thành công trong công việc nhé. Hôm nay mình đi xem em rừng ở rừng già nha ơi. Mình đi có em mình sẽ ghi hình lại nha, xem giải trí cho vui nhé. Nha thì trong mình nhé. Ngày mới mình cũng xin chúc cho các đồng nghiệp nè. Xem được nhiều em và gặp nhiều tổ khổng lồ nhé. Nha thì trong mình nhé. Mình xin chào nha nhé. Đây mình tiếp tục hành trình đi xem em rừng nha ơi. Đây mình đi vô núi đây mình xem em nha. Núi rừng bao la hết nha nha. Giờ cả nhà theo chào mình nhé. Mình đi đến đây mình gặp tụi em khá to nha ơi. Đó nha. Tụi em khổng lồ luôn nha ơi. Mình đứng cách còn 30 mét cả nhà ơi. Đám cây rất to luôn nha ơi. Đứng chỗ gốc không thấy tụi em nha. Mình đi đi lại đây đứng thiệt xa mới thấy tụi em được cả nhà. Ô tụi khổng lồ luôn nha ơi. Tụi rất to luôn rồi nha. Anh nhìn thấy đen đen mà nhìn từ xa thấy rất to. Coi này cũng rất khó lên luôn nha ơi. Bây giờ bắt đầu mình lên chinh phục tụi em lại nhé nha. Cả nhà. Giờ 3 giờ chiều rồi nha ơi. Coi khá cao luôn nha ơi. Đấy, nên em lúc anh dài trúc bên ngọn luôn nha ơi. Đứng góc không thấy tụi em được cả nha. Ừ, coi trân lưu luôn đây. Chắc mình leo thử cây 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 nhỏ đây mình lên nha ơi. Mình leo qua nhỏ mình lên này nha. Leo qua nhỏ có dây rừng rồi mình đu lên đấy để mình chuyển qua thử được không nha ơi. Ồ, lên đấy nằm cách hơi xa này nha. Nha ơi, nha theo dõi video mình nhé. Mình lên gần tới tụi em rồi nha ơi. Tụi em trong đầm dây không nha ơi. Đó tụi em rồi nha. Đó, đó cái mồm đầu rồi nha ơi. Còn lúc kéo nha ơi. Dây không nha ơi. Bây giờ cả nhà thì dỗ video mình lên tới tụi em rồi nha ơi. Ồ, lên tới muốn xíu luôn rồi nha. Ủa, ông bay ta lá nha ơi. Rừng núi bao la này nha. Wow, lên đây rung tay luôn nha ơi. Wow, cả nhà nhìn thấy rừng núi bao la đó. Em rồi nha ơi. Wow, bộ mặt này nha. Tô bánh nhọn rất đẹp này nha ơi. Tổ này rất to luôn này. Mình làm dài lên hết tổ này nha. Đó. Mình làm dài lên hết tổ luôn. Khủng khiếp tụi em à. Nhận bắt đầu nữa ít rồi nè nha. Cả nhà xem video thấy hay thì like và đăng ký kênh ủng hộ mình với nhé. Mình cũng cảm ơn cả nhà thân thương đã luôn ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Núi bao la này nha ơi. Ủa, cả nhà nhìn thấy bộ mặt đá không? Mặt rất đẹp luôn nha ơi. Mặt rất êm luôn. Giờ đâu lấy mặt nha. Wow, khổng lồ quá trời luôn hả nha ơi.
Mình lấy phân hòn đỡ nào cho em anh ở nhà rồi. Cái bò phân hòn nha rồi. Ui, phân hoa. Tối nay phân hoa rất nhiều luôn nha ơi. Mặt đó nha. Mặt còn lít mới nha ơi. Để mình lấy cái đợt đây, đợt sau nó làm lại chiếc nem bị lít cả nha ơi. Đó, cánh đồng rất đẹp luôn này. Ở rừng nó đang nở quá trời luôn. Wow, mặt chị. Nhà thấy mình lấy xong rồi nha ơi. Này còn lít mấy 2 lít cả nhà ơi. Đó, rất đẹp này nha. Đó. Cánh nhộng mình đỡ lại nhé nha. Con hoa mình đỡ lại cho em ăn này nha ơi. Đó. Rất đẹp luôn. Rồi thời lượng video đến đây kết thúc nha. Chúc cả nhà luôn vui vẻ, mình khỏe bên em và luôn thành công trong công.